wow 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 wow. Cùng nhau tiến lên không sợ chi, wow 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 wow. Biết đôi chúng ta là mạnh nhất vượt qua gian khó, sẵn sàng chiến đấu, biết đôi sẽ luôn đi cùng nhau. Vượt qua giới hạn, cố gắng phát huy sức mạnh kia, cùng nhau huấn luyện khả năng chiến đấu của khủng long, bộc lộ ra hết những sức mạnh của thế gian, chẳng thể can phá khi ta cùng chiến đấu. Biệt đội chúng ta đang lớn mạnh hơn, sức mạnh to lớn đang bùng lên, ngọn lửa trái tim bùng cháy đang trào dâng. Đừng bỏ cuộc chúng ta, đừng bỏ cuộc, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau chiến đấu. Khủng long T-Rex luôn mạnh mẽ. Cuộc chiến tranh giành Velociraptor. Chúng ta thật sự có thể tìm khủng long nhỏ ở đây sao? T-Rex, sao cậu không gửi tín hiệu ra ngoài và chúng ta tìm hiểu xem có con khủng long nào quanh đây không? Này. Cái gì vậy? Đó là một con Velociraptor. Tuyệt vời, tớ muốn nó. Xe nổ quỷ diệt. Wow, nó thật hung dữ. Tớ sẽ tuần quá cầu bằng trứng huấn luyện khủng long. Chú à, trứng huấn luyện khủng long của ta. T-Rex, đuổi theo nó. Con Velociraptor đang ở đây. Đúng là một sự trùng hợp tồi tệ. Thằng nhóc đó cũng đang ở đây. Lần này đội thợ săn chúng ta phải có được con Velociraptor. Dừng lại, trả tớ trứng huấn luyện khủng long. T-Rex, bắt Velociraptor. Ha đi. Cậu biết tôi hả? Tất nhiên, ai lại không biết bậc thầy huấn luyện khủng long trẻ tuổi nổi tiếng. Dù sao thì tôi sẽ lấy con Velociraptor này bố cuộc đi, như một phần thưởng. Cậu cũng có thể có lại cái này nè. T-Rex. Ồ, hình như là cộng sự của cậu không muốn bỏ cuộc đâu ha. Ngay cả T-Rex cũng không bỏ cuộc, sao mình có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Richie, T-Rex nhỏ nói rằng không ai có thể cướp con mồi của nó. T-Rex, dù là bậc thầy huấn luyện khủng long, Hadi hay bất kỳ ai, mình cũng phải dũng cảm vì T-Rex. Tôi đoán mình không còn lựa chọn nào khác nữa. Thì đấu thôi. Nếu cậu thắng, cậu có thể có Velociraptor nhỏ này. Lĩnh vực tiến hóa mở khóa. Lên đi, Ankylosaurus. Áo giáp thợ săn bắt đầu tiến hóa. Thợ săn áo giáp. Ankylosaurus bọc thép. Kangaroo! Kangaroo!
T-Rex, bắt đầu nào. Lĩnh vực chiếu khóa, mở khóa. Lên đi T-Rex. Xe nổ quỷ chi, bắt đầu tiến hóa. Tiến hóa thần tốc, T-Rex đựng lửa. Ankylosaurus bọc thép tiến lên. Chiến đấu, hãy bắt nó ngay thôi. Đừng để nó đi, đuổi theo nó. Ankylosaurus bọc thép, mau tung tuyệt chiêu. Đại bác thiên thạch. Cẩn thận. Hả? Ôi cháu. T-Rex. Ôi không, cậu lại bị thương rồi sao? T-Rex đã cạn năng lượng. Thậm chí cậu còn không biết tình trạng khủng long của mình sao?
Sao chứ? Velociraptor đã chạy trốn. Để thắng một trận chiến, trước tiên cậu phải biết tình trạng khủng long của mình. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Hattie, lần sau hãy chiến đấu vậy tiếp. Vậy thì cậu phải cho tôi thấy cậu xứng đáng để tôi chiến đấu lần nữa. Hattie, lần sau tớ sẽ không thua cậu đâu. Hãy chờ xem, tớ sẽ trở thành đối thủ mạnh nhất của cậu. Hả? Caron? Sao cậu lại ở đây? Mình đang bắt khủng long nhỏ. Vậy cậu bắt được con nào chưa? À, có chuyện đã xảy ra. Mình mém bắt được nó luôn. Nhưng dù sao, với kỹ năng phân tích tuyệt vời của mình, mình chắc chắn sẽ tìm thấy nhiều khủng long hơn. Cậu chắc chứ? Thật tuyệt vời. Tớ có thể đi với cậu không? Mình nghĩ là như vậy cũng không sao. Tuyệt quá. Cậu biết không, mình đã nghiên cứu sự phân bố của khủng long ở đây, nên mình đã biết về loài và biết sơ qua về số lượng ở đây. Trong tập tiếp theo, Richie và Therese đột nhập vào một vườn cây ăn quả trong rừng và tìm thấy một con Therizinosaurus mạnh mẽ. Tuy nhiên, họ gặp bậc thầy nấu ăn Howell, và Howell cũng đã nhắm mục tiêu là Therizinosaurus tham lam. Đối mặt với thách thức từ Howell, liệu Richie có thể lấy được Therizinosaurus hay không? Tất cả có trong tập tiếp theo của Cuốn Tự Nhiên Khủng Long phần 1. Ai sẽ có được Therizinosaurus?